Xin chào các bác nhé. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là cây bán chi liên. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng và cái cách sử dụng về cái cây bán chi liên này để sao đạt hiệu quả tốt nhất các bác ạ. Thì trước tiên em xin giới thiệu về cái tác dụng của cây bán chi liên này. Thì bán chi liên là một cây thuốc dùng để kháng u và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư và có hiệu quả rất là tốt với bệnh nhân ung thư, kể cả bệnh nhân giai đoạn cuối. Thì cái tác dụng thứ nhất là cây giúp đẩy độc tố trong cơ thể ra ngoài, và hai là tiêu khối u thời kỳ đầu, thường thì kết hợp với cây xạ đen với cả cây bạch hoa xà thiệt thảo để cho tác dụng tốt nhất các bạn. Thì cây xạ đen với cây bạch hoa xà thiệt thảo cũng là hai vị thuốc tiêu u và hỗ trợ điều trị ung thư rất là mạnh. Đấy. Thì cái thứ ba là hỗ trợ điều trị bệnh lao phổi, và thứ tư là hỗ trợ điều trị bệnh viêm ruột thừa, và thứ năm là tốt cho người bệnh viêm gan và xơ gan cổ trướng, và điều trị rắn trùng và thú độc cắn và chấn thương. Về cái đối tượng sử dụng ấy thì là bệnh nhân bị u gan, u phổi, u trực tràng, u dạ dày và u vòng họng, và bệnh nhân xơ gan cổ trướng và viêm gan, và bệnh nhân bị viêm lao phổi. Đấy, thì em đã giới thiệu cái tác dụng và những cái đối tượng để sử dụng. Thì bây giờ em xin giới thiệu qua về cái cây bán chi liên này. Thì cây bán chi liên còn có tên gọi khác là cây cỏ đa liên hay là hoàng cầm dâu, nha loát thảo. Về khu vực phân bố thì cây mọc hoang ở bờ ruộng hoặc là ven đồi ở khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là nhiều ở Hòa Bình và Hà Giang. Về chế biến và thu hái thì bán chi liên được cắt và rửa sạch, thu hoạch vào mùa xuân và mùa hạ, rửa sạch sau đó là phơi khô ngoài nắng, sau đến khi khô cong thì sẽ đóng gói và bảo quản là dùng dần các bạn. Về cái tính vị thì có vị hơi đắng và có tính mát. Về cái tác dụng sinh lý thì tác dụng thanh nhiệt, giải độc, điều trị u biếu, khối u và lợi tiểu, tiêu viêm. Thì em xin giới thiệu lại cái tác dụng của cái bán chi liên này. Bán chi liên là một trong những cái cây thuốc lam trong bài thuốc cổ truyền của y học Trung Hoa, dùng trong các trường hợp bệnh nhân bị ung thư. Và cây thuốc còn được lưu truyền và được người Việt ở Mỹ sử dụng rất nhiều. Đã có nhiều bệnh nhân ung thư ở Mỹ sử dụng bài thuốc lam có vị bán chi liên và có cho hiệu quả rất là tốt. Và rất nhiều bệnh nhân sức khỏe đã được phục hồi. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu là cái tác dụng của cây bán chi liên. Thì cây có tác dụng là sổ tiêu hay là giúp giải độc độc tố trong cơ thể, hai là tiêu khối u và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, ba là hỗ trợ điều trị bệnh lao phổi, bốn là hỗ trợ điều trị bệnh viêm ruột thừa, và tốt cho bệnh nhân bị viêm gan, xơ gan cổ trướng, năm là điều trị rắn trùng, rắn độc cắn và chấn thương. Về cái đối tượng sử dụng thì bệnh nhân bị u gan, u phổi, u trực tràng và u dạ dày hay là u vòng họng. Đấy, thì mình nên sử dụng. Về tiếp là bệnh nhân xơ gan cổ trướng và viêm gan cũng nên sử dụng, và bệnh nhân bị lao phổi. Thì cái cách dùng cái cây bán chi liên thì em xin giới thiệu là mình nên dùng kết hợp với cả cây xạ đen và cây bạch hoa xà thiệt thảo. Thì cái cách dùng như sau. Bán chi liên khô thì mình dùng 30g các bác, rồi bạch hoa xà thiệt thảo là 40g và cây xạ đen là 60g. Các bác cho vào xoong cho các bác tráng qua một lượt nước cho nó hết cái bụi bẩn nó bám vào trên cây bán chi liên, rồi cái xạ đen, cây bạch hoa xà thiệt thảo mình tráng qua, xong rồi mình tráng qua 2 lần các bạn, cho hết bụi bẩn rồi mình lại đổ 2 lít nước vào, mình đun sôi khoảng nhỏ lửa các bác nhé, mình đun sôi nhỏ lửa khoảng 30 đến 35 phút, sau đó mình để nguội, mình đóng chai bỏ tủ lạnh dùng trong ngày.
Nếu các bác không thích uống để trong tủ lạnh thì mình có thể mình để vào trong cái bình giữ nhiệt, đổ lúc còn nóng các bạn, để mình giữ nhiệt đấy, xong rồi mình thích uống nóng hay uống ấm thì tùy theo mình điều chỉnh. Thì các bác phải nhớ là để trong tủ lạnh hoặc là để trong cái bình giữ nhiệt thì nó không bị thiu các bạn, thì mình uống nó sẽ có hiệu quả hơn. Tại vì khi mà để thiu thì uống có thể bị đầy bụng, khó tiêu, rồi có thể đi ngoài đấy, uống trong thời gian dài như thế thì cũng rất là nguy hiểm các bạn, nên mình phải để trong tủ lạnh uống trong ngày các bác nhé. Về cái biểu hiện của người dùng sau khi dùng cái cây bán chi niên này thì sẽ có một cái số biểu hiện như sau. Đối với những bệnh nhân bị lặng giai đoạn cuối thì sau khi dùng bài thuốc trên thì có thể là đại tiện ra máu hoặc ra mủ, phân đen thì đó là biểu hiện rất là tốt và chứng tỏ bài thuốc đã có công hiệu và bệnh nhân không phải lo lắng. Với những bệnh nhân bị nhẹ thường không có phản ứng hay biểu hiện gì khác thường. Đấy, những cái người bị bệnh nhẹ thì không có biểu hiện khác thường gì các bạn. Đấy, thì bên em thì cũng có cung cấp cây bán chi niên, rồi cây bạch hoa xà thiệt thảo, rồi cây xạ đen, cây an xoa, cây cà gai leo và rất nhiều các dược liệu khác. Các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ nhé. Hoặc là mình cần tư vấn gì thì cứ alo cho em sẽ tư vấn nhiệt tình các bác. Đấy, thì cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chúc các bác luôn mạnh khỏe. Các bác hãy đăng ký kênh và ủng hộ em. Like và chia sẻ. Cảm ơn các bác quan tâm theo dõi nhé. Xin chào và tạm biệt các bác.